Rất cảm ơn khán thính giả giữa màn hình để đến với chương trình phân tách thời sự của đài truyền hình Vista TV. Chương trình này phát trên toàn nước Mỹ và Canada. Quý vị có thể xem chương trình này qua YouTube. Hân Quang, Tái Ngộ, nhà báo Vương Huy. Vâng, kính chào Tái Ngộ cũng khán giả đài truyền hình Vista. Kính chào giáo sư Trần Văn Chi. Vâng, kính thưa nhà báo Vương Huy, thưa khán thính giả. Chúng ta phân tách xung quanh cái tác dụng của cái quả thiện của TSCD khi gắn ở Nam Hàn là gì? Đây cũng là một ý kiến có lẽ là khi chúng ta phân tách cái này chúng ta thấy nó ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Thưa quý vị khán giả nhớ là khi mà Bắc Hàn bắt đầu có những cái hành động bắn tiếp tục và những cái thử tên lửa và đặc biệt là thử cái tên lửa tầm xa thì Nam Hàn hợp tác với Hoa Kỳ gắn cái hệ thống lá chắn tên lửa TACD và gắn thêm một lá chắn thứ hai nữa. Và chúng ta thấy gần đây Hoa Kỳ và Bắc Hàn tiếp tục gắn như vậy thì Trung Quốc là không có phản ứng nhiều như lúc trước nữa. Hỏi tại sao đó là có những cái hiện tượng như vậy. Trở lại về cái hệ thống lá chắn tên lửa, cái SCD đây là một cái loại lá chắn lửa tầm xa và ở giai đoạn cuối. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái giai đoạn đầu mà khi cái kẻ thù bắn một cái quả tiễn lên thì bên này phát hiện bằng cách là đưa cái dàn radar ra để phát hiện. Đó là giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn hai là cái radar nó xác định cái điểm của cái quả tiễn nó bắn, nó có thể đi vào nơi mình hay là không đi vào nơi mình. Thì khi nó đi vào nơi mình, nơi gần cái nơi mình đó thì mới gọi là giai đoạn đó mới là nguy hiểm. Vì thế cho nên đó là giai đoạn hai. Thì cái giai đoạn ba là mới set up khi xác nhận nó là có hại, tức là vượt đường ranh đỏ đó. Thì họ mới bắn một cái quả tiễn khác nữa từ ở cái xe tải, cái xe ở dưới đất bắn lên để chặn, thì là cái đó gọi là giai đoạn 3 là như vậy đó. 3 CTSD nó làm như vậy. Trong khi đó chúng ta thấy là Hoa Kỳ có ba cái loại quả tiễn mà gắn cho các cái nước trong vùng đó. Thứ nhất là một cái Patriot. Cái Patriot là nó chỉ bắn được 3-500 cái số loại là ngắn. Cái loại thứ hai Nhật cũng đang có xài, đó là Aegis, cái loại trung bình. Và cái loại thứ ba hiện giờ là TSCD. Khi mà gắn cái loại SCD thì phải nói là gần đây chúng ta thắc mắc tại sao nước Trung Quốc không lên tiếng nhiều. Bởi vì cái tác dụng của nó là cái tác dụng kép, thưa anh Viên Nguyên. Nghĩa là Nga thấy rằng là khi mà Hoa Kỳ bắn cái lá chắn tên lửa cùng với Nam Hàn đó, thì rõ ràng là gắn cái đó thì rõ ràng là bắt buộc Hoa Kỳ phải liên hệ, phải ràng buộc với Nam Hàn. Và chừng đó thì hãy nói rằng Nam Hàn không bao giờ có cái khả năng hay là được Hoa Kỳ cho phép để mà phát triển cái vũ khí hạt nhân. Và cái điều đó là Nga, Trung Quốc rất là lo sợ. Và khi Nam Hàn mà không có phát triển vũ khí hạt nhân đó, thì Nhật Bản cũng không có phát triển vũ khí hạt nhân. Hiện giờ Nhật Bản đang chuẩn bị gắn một cái quả tiễn Patriot tầm gần và đồng thời gắn cái quả tiễn HS tầm trung, chứ không chưa gắn cái TSCD. Như vậy thì đối với Trung Quốc á, kể cả Nga thì họ thấy rằng họ hài lòng khi mà Hoa Kỳ cùng với Nam Hàn gắn cái TSCD, nó kiềm chế, nó bắt buộc và làm cho cái hai nước đó, Bắc Hàn kể cả Nga và Trung Quốc, không lo sợ là hai cái nước kẻ thù của mình là Nam Hàn và Nhật Bản có thể là trang bị vũ khí hạt nhân. Bây giờ hiện giờ vũ khí hạt nhân đối với Nhật Bản là một cái điều rất là dễ. Nhật Bản có nhiều cái chất plutonium rồi và họ có nhiều khả năng để mà chế và tiễn chế một cái tên lửa rất là dễ dàng. Trong khi đó là bị hạn chế bởi Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang gắn và tiễn cho hai nước này và Hoa Kỳ không muốn họ có cái vũ khí hạt nhân. Thì có đó là một cái điều lợi rất nhiều cho cái vấn đề đối với Trung Quốc và Nga, là bởi vì nó sát cái biên giới của họ. Thì đó là một cái hậu quả kép mà chúng ta thấy gần đây các cái nhà phân tích họ trình bày như vậy, làm cho mình rất là ngạc nhiên, thưa anh Viên Huy. Vâng, về cái vấn đề phòng thủ này thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là hiện tại bây giờ cái dân chúng Nhật Bản cũng là dân chúng Nam Hàn đều nhận thức được rằng là vấn đề phòng thủ hết sức là quan trọng. Trước đây như chúng ta đã biết vào năm ngoái đó, thì khi mà Hoa Kỳ đặt cái dàn hệ thống phòng thủ THAAD đó, thì người dân Hoa Kỳ mà kể cả tổng thống, tân tổng thống của Nam Hàn đó, cũng là không muốn, tỏ ý là không muốn đặt những cái dàn hỏa tiễn đó. Nhưng mà cho đến bây giờ, trước cái sự bành trướng và đe dọa của Bắc Triều Tiên như vậy và sự bành trướng của Trung Quốc như vậy đó, cho nên
Bây giờ cái vấn đề mà đặt cái này thì lại đưa ra một cái chương trình mới. Chính phủ của Nam Hàn đưa ra một chương trình mới là không những chỉ đặt một cái dàn hỏa tuyến đã có rồi, mà còn đang dự trù mà nghiên cứu thêm mấy dàn nữa chứ không phải không. Và trong cái Nhật Bản cũng vậy, như chúng ta đã biết là giáo sư Trần Văn Chi vừa rồi có nói chuyện là Nhật Bản là cái kỹ nghệ về nguyên tử của Nhật Bản trong các nhà máy, các lò nguyên tử thì người ta thấy rằng là người ta phân tích ra cho biết rằng là từ cái chỗ đó những cái vấn đề điều chế ra những cái nguyên tố để mà làm thành một cái bom hạt nhân thì đối với Nhật Bản chỉ trong vòng 6 tháng mà thôi chứ không có hơn. Và vì thế cho nên bây giờ mà cái sự phòng thủ và như vậy mà Bắc Triều Tiên á, thì cứ một ngày một gia tăng cái sự đe dọa lên thì tất cả những cái nước ngay bên cạnh là Nam Hàn là một và Nhật Bản là hai, là những cái nước phải tính đến cái chuyện mà có cái sự phòng thủ, không phải là chỉ có trông vào Hoa Kỳ mà chờ đợi Hoa Kỳ để mà lắp đặt thêm cho mình những cái vũ khí phòng thủ, mà họ phải tự động mà tìm ra. Bây giờ qua lại đến một cái chuyện, vẫn là cái chuyện Bắc Triều Tiên, thì mới đây có một cái tin nói rằng là Bộ trưởng Ngoại giao của Nga là ông Lavrov trong một cái cuộc mà họp tại Áo về vấn đề an ninh thế giới cũng như là về vấn đề mà liên lạc mà với lại các nước về để bảo vệ an ninh trên toàn thế giới, thì ông Lavrov có gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Tillerson và có cho biết là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hiện tại là cũng rất mong muốn là gặp gỡ với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái sự mong muốn và gặp gỡ với Hoa Kỳ thì theo ông Thứ trưởng Ngoại giao sau khi mà đi Nga về đó, thì cho biết rằng là họ mong muốn thì họ mong muốn, nhưng mà họ không cần đến cái sự bảo vệ an ninh của Nga cũng như là của Trung Quốc, và họ chỉ muốn là gặp gỡ và đối diện, đối thoại trực tiếp với lại Hoa Kỳ mà thôi, chứ họ không có màng tới những cái chuyện mà một cái hội nghị mà gồm có nhiều nước, 5 nước, 6 nước như là trong cái tiến trình của Nga đưa ra. Thì trong dịp này thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của Nga thì cũng đề cập tới cái tiến trình của Nga và của Trung Quốc đối với lại Bắc Triều Tiên, và được ông Thứ trưởng Ngoại giao đã mang cái chương trình đó và cái sang để nói chuyện với các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nhưng mà trong cái chuyến đi này không thấy cái tin tức tiết lộ cho biết là ông Thứ trưởng của Nga này có được gặp gỡ với nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên hay không. Và ông chỉ nói rằng là ông gặp rất nhiều các giới cao cấp ở trong chính quyền của Bắc Triều Tiên. Nhưng mà thì họ cho biết là họ rất là lưu tâm đến những cái chương trình tái lập hòa bình cũng như là giảm sự căng thẳng của bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng mà cái điều mà họ muốn là họ không có muốn gặp gỡ để mà có thể mà nói chuyện trở thành một cái hội nghị đa quốc gia như trước đây, mà vấn đề cần thiết trước mắt đối với họ bây giờ là cần gặp với lại trực tiếp, đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ và không cần có Trung Quốc cũng như là không cần có Nga. Thì đây là những cái lời nói chuyện của ông Bộ trưởng Ngoại giao cũng như là Thứ trưởng Ngoại giao của nước Nga cho ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ biết được như vậy. Thì trong lúc này thì ông Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng cho biết là những cái nỗ lực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bây giờ vẫn là để tìm mọi cách để có thể mà mở một cái cuộc nói chuyện với lại Bắc Triều Tiên. Thì tức là chúng ta thấy là có những cái điểm là gần như có thể gọi là kết hợp được về vấn đề mà Hoa Kỳ cũng muốn gặp gỡ với lại Bắc Triều Tiên và Bắc Triều Tiên cũng muốn gặp gỡ với Hoa Kỳ. Thì nhưng mà những cái trở ngại nào đã đưa đến cái chuyện đó, là thứ nhất là cái trở ngại là Triều Tiên nhất định là mặc dầu là tỏ ý như vậy, nhưng mà một mặt khác thì các giới chức trách nhiệm của Bắc Triều Tiên đều nhắc đi nhắc lại rằng là không bao giờ Triều Tiên chịu ngưng cái việc mà tiến hành cái vũ khí nguyên tử của họ, và họ phải đạt làm sao để có vũ khí nguyên tử rồi thì muốn nói chuyện gì với nói chuyện. Và còn trong khi đó thì Hoa Kỳ lại giữ nguyên cái chủ trương là làm sao mà để bằng mọi cách áp lực để Bắc Triều Tiên phải ngưng cái chương trình mà thử nghiệm nguyên tử đi. Thì hai cái đó chúng ta thấy rằng là có vẻ ngược chiều với nhau, thì khó mà có thể hòa hợp được, trừ phi lại có những cái cuộc mật đàm kiểu như là cái ông Kissinger ngày xưa đó,
thì có một cái vị Kissinger mới nào của chính phủ Donald Trump thì gặp gỡ Bắc Triều Tiên thì có thể mà bàn soạn với nhau, ngầm với nhau và để cho hai vị lãnh tụ của hai nước này gặp gỡ với nhau, rồi thì sau đó mới có thể có những theo cái tiến trình của Nga và của Trung Quốc là đi từng bước trong ba giai đoạn một, thưa giáo sư. Không, thưa quý vị khán giả, khi nhà báo VV đưa một cái tin mới đây, ông Lavrov nói chuyện với ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là bên lề cái hội nghị đó, là nói nhắc lại một lần nữa là Bắc Hàn muốn gặp trực tiếp với ông Donald Trump. Đây là lần thứ hai, lần thứ nhất là ông Thứ trưởng Ngoại giao nói rồi. À, nhưng mà chúng ta nhớ một cái điều đó là tới giờ này thì tất cả những cái báo và tin tức thế giới đều nói rằng là ông Kim Jong-un tới giờ này là từ chối không bao giờ có gặp với tất cả những người lãnh đạo, kể cả những người lãnh đạo Nga và của Trung Quốc nữa. Nghĩa là chúng ta thấy là không có muốn gặp những người lãnh đạo, cho nên có vẻ những cái tin mà ông Lavrov cũng như ông Thứ trưởng Ngoại giao nói chỉ là cái tin được truyền lại chứ không phải trực tiếp do cái miệng của ông Kim Jong-un. Đây là một vấn đề khó. Thứ hai nữa là như nhà báo Quy nói là bây giờ hai bên rất là khác nhau. Đối với Bắc Hàn thì ông Kim Jong-un nói là chúng tôi thử thành công rồi chúng tôi mới ngồi nói chuyện. Đối với ông Hoa Kỳ thì chúng tôi phải ngưng trước khi ông lại là nói chuyện. Tức là ngưng, hai bên cùng ngưng cái đã rồi nói chuyện sau. Nghĩa là cái mục đích của Mỹ và kể cả Trung Quốc đều là giải thể cái hạt nhân. Trong khi đó thì Bắc Hàn muốn là chúng tôi làm một cường quốc hạt nhân. Khi chúng ngồi nói chuyện với ngài là công nhận chúng tôi là cường quốc hạt nhân. Đây là vấn đề rất là khó. Vì thế cho nên chúng ta thấy là ông Lavrov với nước Nga có vẻ hơi nôn nóng trong cái chuyện là muốn tiến tới cái chỗ để mà giải quyết vấn đề nói chuyện. Mà khi nói chuyện rồi, nếu mà được nói chuyện rồi, dầu nói chuyện trong cái tình hình giải thể hay là không giải thể, thì ông Lavrov và nước Nga có một cái chỗ đứng tốt trong cái lòng của cái nước Bắc Hàn, không muốn để cho Trung Quốc một mình một chợ. Thì đây cũng là một cái chạy đua của hai cường quốc mà đều là đứng sau lưng ông Bắc Hàn cả, thưa nhà báo Vương Huy. Dạ. Chúng tôi sẽ trở lại sau những phút quảng cáo.